Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp theo series chất quy hoạch. Hôm nay tôi xin chất quy hoạch cho các bạn ở thành phố Thủ Đức với nội dung như sau nha. Đó. Khách hàng gửi chúng ta một cái băng giảng như thế này nha. Đó. Hôm nay tôi chất theo tọa độ này nha các bạn. Rồi. Chất nhanh nha. Rồi. Ta mở bản tọa độ vô nha. Không cần na. Rồi. Đây là bản đồ chính của khách hàng đây. Đó. Đó chính nha. Rồi. Rồi ta dán vô. Đây. Vị trí đất nè các bạn thấy không? Rồi. Vị trí ở trên cái bản đồ quy hoạch là như thế nào nha. Đây. Nha. Rồi. Rồi. Thử này một phần dính là cây xanh, một phần dính là đường giao thông, phần còn lại là đất ở xây dựng mới nha. Chốt lại thử này không nên mua các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.